Chào quý vị và các bạn. Thời gian bệnh dịch mấy ngày mà người tôi sơ sát quá. Thời gian bệnh dịch cũng là thời điểm các thành viên gia đình của các bạn cũng như cá nhân tôi quây quần bên nhau. Đây là dịp để quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như bây giờ. Ngoài những việc ấy thì làm những video clip luôn là đề tài tôi yêu thích. Chính vì vậy, vận dụng nó để giết thời giờ rất là hợp lý. Một video clip tôi đã làm, mong quý vị và các bạn cùng đón nhận. Xin cảm ơn. Chúc quý vị và các bạn bình an trong mùa dịch. Quý vị và các bạn đang xem Nghĩa trang quốc gia Golden Gate National Cemetery tọa lạc tại số 1300 Smith Lane, thành phố San Bruno, California. Cũng như bất kỳ một văn phòng công ty nào khác, nghĩa trang quốc gia này cũng có quy định riêng của họ về giờ giấc đến thăm cũng như các loại hoa được mang đến để thăm viếng. Đồng thời, quý vị các bạn có thể tìm thấy bản đồ ở khu vực này. Diện tích của nghĩa trang này là 161,5 acres, tương đương với 0,654 km vuông. Số mộ phần là 145.000 ngôi mộ. Có thể nói nghĩa trang liệt sĩ này rất là rộng lớn, rộng đến độ mà người ta phải dùng những tên đường khác nhau để phân biệt. Vì quý vị và các bạn có thể nhận thấy là tất cả các ngôi mộ đều giống y chang nhau, đường đi lối lại cũng giống nhau. Chính vì vậy, chúng ta sẽ không biết được mình đang ở đâu, như đang lạc vào mê cung. Vì vậy, phải căn cứ vào tên đường để biết được vị trí mình đang đứng là nơi nào.
Thưa quý vị và các bạn, đây là một nghĩa trang liệt sĩ. Chính vì vậy, những người nằm xuống ở đây là các quân nhân Mỹ phục vụ trong các cuộc chiến trên thế giới qua các trận địa khác nhau. Những người nằm ở đây là những người trước đây đã từng phục vụ lâu dài trong quân đội của Hoa Kỳ. Đồng thời, ngày nay cũng có những người đang còn sống, và nếu như những người đó qua đời thì họ sẽ liên hệ với một trong những nghĩa trang như thế này để được chôn cất. Khác với các nghĩa trang thông thường, nghĩa trang liệt sĩ này các ngôi mộ đều đồng nhất với nhau. Bên cạnh đó thì những người đến tham quan có vẻ cũng vắng lặng hơn so với nghĩa trang bình thường. Điều này cho thấy những quân nhân nằm xuống ở đây đã từ rất lâu, và một trong những lý do mà vắng vẻ như thế này là vì người thân của họ chưa chắc đã là người dân địa phương, cho nên vì đường xá xa xôi cách trở, người ta chỉ đến đây mỗi năm vài lần. Cũng giống như bao nghĩa trang khác, nghĩa trang này cũng có ban quản lý và có văn phòng làm việc của họ. Bên cạnh đó, quý vị còn thấy ở đây có một nhà quyền. Thưa quý vị và các bạn, nghĩa trang liệt sĩ này nằm trên một ngọn đồi thoai thoải rất là đẹp mắt. Nơi cao nhất của đỉnh đồi là một ngọn cờ Hoa Kỳ phấp phới bay trong gió. Bây giờ tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tiến về nơi trụ cờ này, để từ đó chúng ta có cái nhìn tổng quát. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp cận đến trụ cờ trên đỉnh đồi. Khác với các khu vực bên dưới, nơi đây các mộ phần nằm sát dưới mặt đất. Một đặc điểm nữa đó là các mộ phần đều bằng nhau, nằm san sát bên nhau. Chắc chắn chúng ta từ xa nhìn vào sẽ
sẽ không phân biệt được một phần nào với một phần nào. Một lát nữa đây, tôi sẽ đưa quý vị và các bạn tiếp cận gần hơn đến một mộ phần để xem quân nhân này là ai. Các bạn, hiện giờ chúng tôi đã đến được đỉnh cờ của Nghĩa trang Liệt sĩ dành cho các quân nhân Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, Nghĩa trang Liệt sĩ này tọa lạc tại thành phố San Bruno, tiểu bang California. Nghĩa trang này cách thành phố San Francisco khoảng chừng 20 km. Phần thú vị nhất của Nghĩa trang Liệt sĩ là đây. Như quý vị đã thấy là Nghĩa trang này có 140.000 mộ phần. Và đó chỉ là một trong số rất nhiều Nghĩa trang Liệt sĩ của Mỹ. Vậy thì cách tra cứu để tìm một mộ phần ở đây như thế nào? Thì người ta sử dụng máy vi tính để tra cứu. Đầu tiên là chúng ta nhấp vào cái họ của một người chúng ta cần tìm. Sau khi nhấp họ hoặc tên của một người vào thì nó sẽ hiện ra rất nhiều tên khác nhau để từ đó chúng ta loại trừ bớt để tra cứu dễ dàng hơn. Sau khi đã sàng lọc thì tôi bấm vào tên của một người. Từ đó máy vi tính sẽ cho ra dữ liệu về quân nhân này. Sau đó chúng ta có thể in ra một bản để tham khảo. Và trên tờ giấy sẽ in ra vị trí của mộ phần theo như bản đồ. Như tôi đã đề cập, đây là thời điểm tôi sẽ tiếp cận đến một mộ phần để chúng ta cùng quan sát quân nhân này là ai. Anh ta tên là Milton Wright, US Army Career. Trận chiến anh ta tham gia đó là mặt trận Hàn Quốc. World War II, anh ta tham gia vào Thế chiến thứ 2. Và bên cạnh đó, chúng ta còn có những dòng số cuối cùng, đó là thời điểm người này sinh và người này mất. Một người nữa tên là James Owens. Thưa quý vị và các bạn, một trong những cách để tìm kiếm mộ của một quân nhân đó là chúng ta vào website của nghĩa trang này, Golden Gate National Cemetery. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến một file grave.
Rồi, chúng ta sẽ gõ vào họ của người quân nhân. Tôi gõ là Robert. Và tên là Owen. Ồ, xin lỗi quý vị. Tên là Robert và họ là Owen. Sau đó tôi bấm chữ Search thì nó sẽ giới hạn còn lại 7 nhân vật. Tôi chọn một trong số đó. Đó là anh Robert C. Owens. Ngay lập tức, màn hình sẽ cho chúng ta thông tin về người này. Anh ta là một không quân Hoa Kỳ tham gia vào đệ nhị thế chiến. Và thông tin còn cho chúng ta biết được nơi anh ta sinh, cũng như là nơi mất, ngày tháng năm sinh. Anh ta mất lúc 45 tuổi. Quý vị và các bạn vừa quan sát cách mà tôi tìm kiếm nơi mộ phần của một quân nhân chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại lần cuối nghĩa trang liệt sĩ tại Hoa Kỳ. Và đây là lối vào rất là đẹp, rộng rãi, thoáng mát. Một điều chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị và các bạn đó là nghĩa trang này nằm trên một ngọn đồi cao và quý vị và các bạn có thể quan sát từ đây để thấy được thành phố South San Francisco, The Industrial City. Dòng chữ này được khắc trên một mỏm đá cao của thành phố South San Francisco mà quý vị và các bạn đang quan sát. Đến đây tôi xin tạm dừng buổi thuyết trình về nghĩa trang liệt sĩ Golden Gate National Cemetery tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Mến chúc quý vị và các bạn luôn luôn sức khỏe để chống chọi lại với đại dịch coronavirus. Rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những video kỳ sau. Thân mến chào quý vị và các bạn.